Xin chào các ba mẹ. Có 3 cái nỗi đau về việc học tiếng Anh mà ở tại Việt Nam rất nhiều các ba mẹ đã gặp phải. Cái nỗi đau thứ nhất đó là gì? Con của chúng ta, mặc dù chúng ta đầu tư cho con học tiếng Anh nhưng mà con gần như không hứng thú, hoặc là có thể hứng thú ban đầu nhưng rồi lại bỏ cuộc về sau. Cái nỗi đau thứ hai đó là chính bản thân các cha mẹ không có điều kiện để có thể gửi con vào trường quốc tế, hoặc là chính bản thân của chúng ta rất muốn giúp cho con của chúng ta giỏi tiếng Anh nhưng mà chúng ta thì lại không có điều kiện học tiếng Anh từ khi còn nhỏ, hay là chúng ta không có điều kiện môi trường để học tiếng Anh cho nên chúng ta không biết cách đồng hành với con như thế nào. Và cái nỗi đau thứ ba đó là trong thời Covid hiện nay trên toàn thế giới thì các con phải chuyển sang một phương pháp nữa, đó là phương pháp học online. Và học online cũng đồng nghĩa với cái việc là các con sẽ phải sử dụng smartphone, rồi sử dụng iPad, rồi sử dụng máy tính rất là nhiều. Thế chính vì thế mà làm thế nào để giúp cho các con không bị nghiện những cái trò chơi và đam mê về cái cuộc sống ảo hay là game như vậy. Và tôi tên là Lại Thị Hải Lý, chuyên gia giáo dục sớm và giáo dục do Thái hàng đầu ở Việt Nam. Trong suốt hơn 10 năm qua thì Hải Lý đã chia sẻ về các phương pháp dạy con cho hơn hàng trăm ngàn các gia đình ở tại Việt Nam. Và thấu hiểu điều đó thì Hải Lý đã rất là vui mừng khi phát hiện được ra rằng app KickKids là một giải pháp tuyệt vời nhất cho chúng ta thời Covid bây giờ. Vừa là có những cái tính năng để khiến cho các con hết hứng thú này lại đến hứng thú khác. Và không chỉ là một cái app mà chỉ có tồn tại như một robot mà là còn có tác động với cả người thật, việc thật. Có những bạn nhỏ, những ngôi sao nhí đồng hành dẫn dắt, tạo ra những cái cộng đồng trên TikTok hay là trên YouTube hay là trên fanpage để livestream và trò chuyện với các bạn. Và không những chỉ trò chuyện như thế mà các bạn còn thường xuyên được đổi quà và được tạo hứng thú, cũng như là các cha mẹ cũng có những cái cơ hội để phát triển bản thân và phát triển tương tác. Và đây là những cái điều mà chúng ta rất là vui mừng hôm nay Hải Lý chia sẻ với cả các ba mẹ, để các ba mẹ có thể đăng ký cái chương trình tuyệt vời này.